Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 6 tháng 4. Sự cố bôi bác tại lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 32, U22 Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ ở vòng loại Olympic Paris là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, Indonesia đã rút lui khỏi giải đấu. Trong khi đó, cả hai nội dung nam nữ, chủ nhà Campuchia đều có kết quả tương đối thuận lợi. Với môn bóng đá nam, Campuchia chung bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor đều là những đội được đánh giá thấp hơn trong từng nhóm hạt giống. Đáng chú ý, khi ban tổ chức SEA Games 32 chuẩn bị tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ, màn hình đột nhiên chuyển sang giao diện của phần mềm Powerpoint. Ngay lập tức, một thành viên ban tổ chức dùng micro nói: "Chúng tôi xin lỗi về sự cố kỹ thuật." Nhiều bình luận trên mạng xã hội dự đoán Campuchia tiếp tục có kết quả bốc thăm thuận lợi ở môn bóng đá nam. Và thực tế diễn ra đúng như vậy, không ít ý kiến cho rằng lễ bốc thăm này của Campuchia là kịch bản được lên kế hoạch từ trước. Sau lễ bốc thăm, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã bày tỏ sự không tin tưởng về công tác tổ chức SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia, nhưng vẫn khẳng định U22 Thái Lan vẫn sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất. U22 Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam của SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Jouzier ngày 5 tháng 4 đã dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ tại bảng B. Chiến lược gia người Pháp nhận định: "Cá nhân tôi không có bất ngờ về kết quả bốc thăm bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy." Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 4 tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 32. Huấn luyện viên Jouzier cho biết: "Trong thời gian tới, khi đội tuyển tập trung trở lại, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup vừa qua. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về những trải nghiệm khó sát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục, mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước." Đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ ở vòng loại Olympic Paris. Trước đội bóng được đánh giá thấp hơn, tối ngày 5 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất khi chạm trán với Nepal để giành quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai bóng đá nữ Olympic 2024. Ngay phút thứ 10, Việt Nam đã tạo ra liên tiếp các tình huống nguy hiểm và có được bàn thắng mở tỷ số do công của Phạm Hải Yến. Trong 10 phút cuối hiệp 1, các tuyển thủ nữ dần nóng máy, thi đấu khá hay. Từ tình huống đối thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm, Huỳnh Như tận dụng cơ hội để nhân đôi tỷ số trên chấm phạt đền. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bích Thùy có cú dứt điểm một chạm trúng hậu vệ Nepal nâng tỷ số lên 3-0. Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp đà hưng phấn, Huỳnh Như đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 và mang về cú đúp cho bản thân ở phút 47. Với cách biệt 4 bàn, huấn luyện viên Mai Đức Chung bắt đầu điều chỉnh nhân sự, lần lượt tung các nhân tố trẻ vào sân. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút thi đấu chính thức, Nepal có một bàn thắng danh dự. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân đã không phụ lòng ông thầy 73 tuổi. Phút 90, Thanh Nhã đi bóng gần đường biên, dứt điểm và tạo ra siêu phẩm xuất xa vào góc cao khung thành khiến thủ thành Nepal bất ngờ không có cơ hội cản phá. Khép lại trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng 5-1. Công Phượng ra mắt giải chuyên nghiệp Nhật Bản được đá 2 phút. Tối ngày 5 tháng 4, Yokohama FC của Công Phượng có chuyến làm khách trên sân Nagoya trong khuôn khổ vòng 3 cúp quốc gia Nhật Bản J-League Cup 2023. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam gây chú ý khi xuất hiện trên băng ghế dự bị. Các cổ động viên Việt Nam đều hy vọng Công Phượng sẽ có trận ra mắt. Mong muốn ấy trở thành hiện thực khi cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng cũng được huấn luyện viên của mình sử dụng. Chỉ có điều, màn ra mắt khá éo le với Công Phượng khi anh được vào sân ở phút 90+3, trận đấu chỉ có 5 phút bù giờ. Trong 2 phút ít ỏi xuất hiện trên sân, tiền đạo xứ Nghệ tất nhiên không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Yokohama FC phải chịu thất bại 2-3 chung cuộc dù đã dẫn 2-0 từ khá sớm. Với đà này, rất khó để Công Phượng có thể làm được điều gì đó trong màu áo Yokohama khi đội bóng này đang chìm sâu trong khủng hoảng. Trong 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Yokohama chỉ biết hòa và thua. Lần cuối cùng đội bóng này giành chiến thắng là vào tháng 10 năm 2022, ngay trước khi lên hạng. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 6 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.